Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lời đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Honda Civic tháng 5 này thì đang có áp dụng các chương trình khuyến mại như nào. Thì em xin phép sẽ được giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể, cũng như là em sẽ tính luôn cho anh em về tổng trên bánh cho em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép sẽ được đi vào chi tiết cụ thể luôn cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda Civic bản L, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Honda Civic ạ. Với giá niêm yết nó đang là 929 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhá. Hiện tại thì đại lý chúng em đang giảm giá cho em là 30 triệu tiền mặt, tức là giảm xuống còn là 899 triệu ạ. Ngoài ra sẽ tặng cho em thêm là 30 triệu phụ kiện nữa nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Vậy thì chiếc xe Honda Civic bản L này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 1 tỷ 033 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 996 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 014 triệu đấy ạ. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó sẽ là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc thôi, trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua, tối thiểu là một năm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda Civic bản G. Với giá niêm yết nó đang là 789 triệu ạ. Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 759 triệu nhá. Tức là giảm giá cho em là 30 triệu tiền mặt, ngoài ra sẽ tặng cho em là thêm là 30 triệu phụ kiện nữa đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Vậy thì chiếc xe Honda Civic bản G này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 876 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 842 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 860 triệu đấy ạ. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là nội thuế sang 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế sang 10% và biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sang 10% và biển số là 20 triệu. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy đấy ạ. Ok, tiếp theo cuối cùng em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda Civic bản E, nó bản thấp nhất của dòng xe Honda Civic ạ. Với giá niêm yết nó đang là 729 triệu ạ. Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 699 triệu nhá. Tức là giảm giá cho em là 30 triệu tiền mặt và tặng cho em là thêm là 30 triệu phụ kiện nữa đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Honda Civic bản E này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 809 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 776 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 794 triệu đấy ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe và tổng nhân bánh cho anh em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Honda Civic rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho em toàn bộ các dòng xe của chiếc xe Honda, cũng như các xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.